Rồi, tôi xin kính chào quý vị các bạn nha. Hiện tại mình cũng đang có mặt tại ấp Tam Hiệp, xã Bình Đại, tỉnh Bến Tre quý vị. Bữa nay tiếp tục tới nhà của em Sang Nguyên nữa quý vị, cũng có hai cây nhật quế. Muốn quay giao lưu và cho quý vị tham khảo xem giao lưu cùng với em Sang. Đây hai cây nhật quế quý vị. Trước mắt cây lời đầu tiên qua Huy cũng chân thành cảm ơn quý vị và cũng như là những anh em mua cây kẽn, quay cây kẽn cũng đã giao lưu thành công quý vị. Cũng cảm ơn những quý vị nào đã ủng hộ kênh Ba Phi YouTube trong thời gian qua, cũng như là ủng hộ cho những anh em mua kẽn đã giao lưu thành công. Đây là cây hai cây nhật quế quý vị. Một cây nói chung là tàn cũng chi cành cũng khá đều quý vị, tàn thì tàn cũng rất là còn quý vị. Cái này nói chung là xung quanh của ông ảnh đậm quá, mình không thể nào mình đi hết cái tàn quý vị, nhưng mà mình bảo đảm với quý vị là cái tàn tròn không bị lép chỗ nào quý vị. Rồi nhờ em Sang vô đo giùm anh cái hoành thân luôn đi Sang. Cái hoành thân gì tí đó là 78, mình tính 77 đi quý vị ơi. Đế thì cũng có đều bốn mặt nha quý vị. Vàng xương chi cành thì rất là lực cây quý vị. Đây những điểm vàng, cái vàng xương chi cành đó quý vị, lên thì cũng vút ngọn một thốt, một cốt vút ngọn lên thoát thân lên khoảng chừng một tấc nha quý vị. Rồi đóng chi cành là khá là nhiều. Ô, những vàng xương đặc cứng quý vị, tàn thì bao quý vị tròn luôn. Đây còn cái bộ đế quý vị, bộ đế cũng trải đều bộ mặt nha. Này nó tại nhìn kế bên có những cái mai nó hơi di chuyển mình hơi khó nha quý vị, cũng mong quý vị thông cảm nha. Hồi nãy mình quay mấy trong, giờ mình quay ở cái hướng ngoài và cho quý vị tham khảo kỹ về cây số 1 luôn nha quý vị. Tàn thì nói chung là rất là tròn. Cái hoành đế chắc rồi khoảng 2 mét nha quý vị. Nói chung là mình nạo vậy đi, tầm 2 mét đổ lại đi. Rồi quý vị nào muốn giao lưu thì xuống đây tại vườn tham khảo thì mình đo, nói chung là báo giá cả thì nó chính xác không quý vị. Rồi mình qua cây số 2. Cây số 2 nói chung là cái này là nhà vườn trồng nguyên thủy không chỉnh sửa nha quý vị. Đây là những cái nuôi ong nè, mấy kèo nè, chắc nè. Tự như là nay Sang muốn thanh lý cho dọn dẹp vườn cho trống bớt xong quý vị. Cái số 2 thì vàng cũng rất là tròn quý vị. Chiều cao chắc cũng cỡ 3 mét đổ lại quý vị ơi. Đó, đây cây số 1 và số 2 quý vị. Cũng na na giống nhau. Vàng xương cũng một cốt đi lên thoát thân khoảng một tấc nha quý vị. Đó quý vị thấy mình biết rồi, thì lên thì nó ra chi cành rất là nhiều. Rồi mình vô mình đo cái vị trí hoành thân luôn đi Sang. À, hoành thân 80 quý vị ơi. Mình cũng tự hào cho quý vị luôn. Đế thì nói chung là cũng có đều hết nha quý vị. Có ở mấy trong kia nó mình không có vô quay được quý vị. Đó thì mình quay chỗ nào trống thì mình quay được, mình cho quý vị tham khảo. Còn nếu mà quý vị nào mà thích á, thì xuống tại vườn coi kỹ hơn, tại mình mua mà những cây có giá trị quý vị, mình phải xem chi tiết rồi kỹ chứ buôn bán mỗi cái cây giá trị mà mình muốn mua mình phải xem chi tiết kỹ để giao lưu cùng với em Sang. Rồi hai cây này thì em giá làm sao Sang? Hai cây 70 anh, có thương lượng. Hai cây 70, một cây 70 là hai cây 70. Hai cây 70 triệu. À, có thương lượng. Rồi rồi.
Đây là em Sang cũng đã báo giá nha quý vị, hai cây là 70 triệu, coi như là một cây 35 triệu. Là giá cả có thương lượng, cũng nói chung là thí dụ xuống, thí dụ mấy ví dụ mà thiện chí mua thì cứ liên hệ trên số điện thoại trên tiêu đề quý vị để có giá thương lượng tốt cho anh em quý vị. Cũng bao ship quý vị 200 km luôn. Thì giống như cái clip của em Sang quay vừa rồi quý vị. Rồi cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip. Cũng cảm ơn quý vị, cũng rất mong được sự ủng hộ quý vị các bạn gần xa những cây dược quế, hai cây dược quế này.